Để giao tiếp với vũ trụ, với đấng thiên liêng mà chúng ta tin tưởng, với những vị tổ tiên của chúng ta, hoặc bất kỳ đối tượng nào chúng ta hướng lời cầu nguyện đến, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng cách chúng ta khởi lên một lời cầu nguyện như thế nào. Sau đây, Quốc Anh chia sẻ với các bạn những bước thật rõ ràng để giúp các bạn có thể khởi lên một lời cầu nguyện, khiến lời cầu nguyện của bạn trở nên linh ứng khiến ước nguyện của bạn trở thành sự thật quyết định về ý định của bạn khi bạn có một ý định rõ ràng bạn sẽ biết rằng mình mong đợi điều gì ý định của bạn giống như một ngôi sao dẫn đường mà bạn có thể sử dụng để vượt qua sự không chắc chắn và thay đổi nếu ý định của bạn rõ ràng thì mỗi bước trên đường đi sẽ dễ dàng hơn vì nó phù hợp với con người bạn và nơi bạn muốn đến điều thứ hai đặt thời gian cụ thể điều quan trọng là phải ấn định thời gian cụ thể để cầu nguyện bạn không nên cầu nguyện khi bạn quá bận rộn để tập trung vào việc cầu nguyện hoặc quá mệt mỏi hoặc quá đói và no mỗi ngày làm như vậy vào cùng một thời điểm điều này để trở thành một thói quen dễ dàng lặp lại điều thứ ba tìm một nơi yên tĩnh tất cả chúng ta đều có những nghi lễ và truyền thống khác nhau nhưng bạn nên tìm một nghi lễ và truyền thống phù hợp với mình một nơi yên tĩnh không nhất thiết có nghĩa là một nơi không có người xung quanh nó chỉ có thể ở trong phòng khách của bạn hoặc ở nhà ngay cả khi có những người khác xung quanh họ vẫn có thể được coi là im lặng nếu họ không làm bạn mất tập trung hoặc gây ồn ào làm gián đoàn quá trình cầu nguyện điều thứ tư thực hành thiền định. Khi bạn thực hành thiền định, bạn học cách tập trung tâm trí vào một thứ, đó là hơi thở của bạn. Điều này có thể khó khăn lúc đầu, nhưng bạn càng thực hành thiền, nó càng trở nên dễ dàng hơn. Thiền định cũng giúp bạn kiểm soát suy nghĩ của bạn. Khi tâm trí bạn đi lang thang vào một số suy nghĩ hoặc lo lắng khác, hãy sử dụng một câu thần chú, một từ hoặc cụm từ làm mỏ neo để giúp bạn tập trung trở lại với những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Thiền mỗi ngày hoặc mỗi tuần sẽ giúp kỹ năng này được mài dũa. Điều thứ năm, đừng tham lam. Hãy biết ơn những gì bạn đã có. Bạn không thể cầu nguyện với vũ trụ nếu bạn không chắc chắn về nhu cầu và mong muốn của mình hoặc nếu bạn không cam kết làm những gì cần thiết để đạt được chúng bạn phải biết chính xác điều gì sẽ làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn và sau đó tích cực theo đuổi những thay đổi đó đừng tập trung vào những gì bạn không có thay vào đó hãy tập trung vào những gì bạn có và cách nó có thể tốt hơn và điều này có thể có nghĩa là buông bỏ một số thứ để nhường chỗ cho những thứ có ý nghĩa hơn trong cuộc sống của bạn tập trung vào những gì quan trọng chẳng hạn như sức khỏe của bạn buông bỏ bất kỳ thứ gì không cần thiết, ví dụ của cải vật chất. Và hãy nhớ rằng, thời gian là nguồn tài nguyên hữu hạn. Vì vậy, hãy cẩn thận để không lãng phí bất kỳ thứ quý giá nào xung quanh những người không quan trọng. Vũ trụ hoạt động tốt nhất khi chúng ta làm việc chăm chỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng đừng quá chăm chăm với những mục tiêu không thực tế xem xét tình hình hiện tại của bạn và làm cho nó tốt hơn điều thứ sáu đừng bỏ cuộc một điều quan trọng cần lưu ý khi bạn bắt đầu cầu nguyện là bạn cần phải làm như vậy một cách nhất quán khi bạn yêu cầu vũ trụ điều gì đó vũ trụ sẽ đáp lại nhưng nếu năng lượng của bạn thấp bạn khó có thể đạt được nhiều thành công phát triển một thói quen hàng ngày là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Hãy tưởng tượng điều này. Bạn đi làm mỗi ngày, cố gắng hết sức và được trả tiền. Với thái độ đúng đắn, bạn sẽ được tăng lương hoặc thăng chức nhanh hơn nhiều so với người không làm như vậy. Và sau đây có canh hướng dẫn các bạn một số lời cầu nguyện các bạn có thể tham khảo. Vũ trụ thân mến tôi đang có khoảng thời gian khó khăn nhất trong những ngày này thế giới của tôi bị đảo lộn và đôi khi mọi thứ không có ý nghĩa gì tôi biết vũ trụ có thể đã biết điều này nhưng có vẻ như gần đây mỗi ngày tôi đều phải vật lộn để tìm ra mục đích sống của mình hãy giúp tôi tìm ra con đường của mình và cung cấp cho tôi động lực để tiếp tục lời cầu nguyện thứ hai vũ trụ yêu thương cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi ngay cả khi mọi thứ không như ý muốn của tôi cảm ơn vũ trụ đã cho tôi sức mạnh để đứng lên khi tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc và can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình cảm ơn vũ trụ vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ của vũ trụ và vì đã khiến tôi cảm thấy như mọi thứ đều có thể Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi trong hành trình khám phá bản thân mình, để tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Tôi biết ơn vũ trụ. Lời cầu nguyện thứ ba. Tôi nguyện cầu vũ trụ cung cấp cho tôi sự khôn ngoan và can đảm để vượt qua những trở ngại của tôi. Tôi nguyện cầu tôi sẽ nhận được tất cả sức mạnh, lòng dũng cảm và sự giúp đỡ để chiến thắng các vấn đề của tôi. Tôi nguyện cầu vũ trụ cung cấp cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn xảy đến với tôi. Lời cầu nguyện thứ tư. Vũ trụ yêu thương, hãy giúp tôi trở thành một người tốt hơn để tôi có thể tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới. Hãy giúp tôi thành công và hạnh phúc với gia đình, bạn bè và những người khác tôi biết ơn tất cả những gì vũ trụ đã cung cấp cho tôi trong cuộc sống và tôi cảm ơn vũ trụ đã cho tôi sức mạnh và lòng dũng cảm để thành công trong mọi việc tôi làm tôi cảm ơn vũ trụ vì những tài năng và khả năng vũ trụ đã cho tôi tôi cầu nguyện niềm tin của tôi nơi vũ trụ sẽ đủ mạnh để cho phép tôi sử dụng những món quà này để giúp đỡ nhiều người khác khi ai đó đang cầu nguyện điều gì đó họ đang xin sự hướng dẫn hoặc giúp đỡ từ một thế lực cao hơn trong một số trường hợp có thể mất một thời gian trước khi những lời cầu nguyện của họ được đáp ứng sự thật là không có khung thời gian cụ thể khi nào những lời cầu nguyện của bạn sẽ được hồi đáp hoặc thậm chí liệu chúng có được hồi đáp hay không nhưng có một số yếu tố có thể giúp xác định liệu bạn có nhận được câu trả lời từ vũ trụ hay không sau đây là những lý do tại sao những lời cầu nguyện biểu hiện của bạn có thể không được trả lời bạn chưa thực sự sẵn sàng cho những gì bạn đang yêu cầu bạn chưa cho phép mình nhận được những gì bạn muốn bạn chưa hỏi đúng cách ý định của bạn không đủ trong sáng bạn không đủ thành ý bạn không sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều mình muốn ví dụ như là nỗ lực kiên nhẫn và bền bỉ bằng hành động của bạn bạn không tin là có thể có một số điều bạn cần lưu ý khi cầu nguyện vũ trụ bạn phải sẵn sàng đón nhận những gì bạn muốn nếu bạn chưa sẵn sàng để đón nhận nó thì bạn sẽ phá hoại mong muốn của mình trong tiềm thức bạn phải có khả năng hình dung ra điều bạn đang yêu cầu trong đầu và cảm thấy hài lòng về điều đó nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về kết quả thì điều này cũng sẽ ngăn không cho nó trở thành hiện thực bạn phải sẵn sàng hành động để mong muốn của bạn trở thành hiện thực bạn không thể ngồi lại và mong đợi mọi thứ xảy ra mà không tự mình làm bất cứ điều gì bạn cần hành động bằng cách làm theo bất kỳ bước nào cần thiết để đạt được mục tiêu của mình cầu nguyện và gửi những suy nghĩ tích cực vào vũ trụ là một phương pháp mạnh mẽ để kết nối với lực lượng cao hơn này và chuyển năng lượng của bạn từ nỗi sợ hãi sang niềm tin tất cả chúng ta đều được kết nối với vũ trụ theo một cách nào đó và bằng cách chấp nhận sự thật này chúng ta có thể học cách từ bi và quan tâm đến người khác hơn bạn có thể cầu nguyện vũ trụ để được giúp đỡ và hướng dẫn và bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ cõi linh hồn nhưng điều quan trọng cần nhớ là không ai sẽ khiến bất cứ điều gì xảy ra với bạn bạn là người duy nhất có thể khiến mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn nếu bạn khao khát điều gì đó thì hãy cầu nguyện về điều đó và hình dung mình đang nhận được điều đó hãy chấp nhận bất kỳ kết quả nào xảy ra như một phần của kế hoạch lớn hơn cho cuộc đời bạn ngay cả khi thoạt nhìn nó có vẻ không công bằng hoặc đáng thất vọng vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần khi vũ trụ cho rằng nó phù hợp và tốt cho bạn Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại